Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và các đơn vị liên quan đã đấu tranh triệt phá thành công, bắt giữ 155 đối tượng người Việt Nam tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới. Theo điều tra, cuối năm 2023, Hoàng Bích Ngọc, trú tại Hải Phòng, sang Lào đầu quân cho một tổ chức mua bán người, lừa đảo trực tuyến đặt tại đặc khu ở tỉnh Bò Kèo. Ngọc sau đó tuyển hàng trăm chân rết để tham gia lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép với mức lương từ 18 đến 30 triệu đồng. Khi nạn nhân sang Lào, nhóm Ngọc giao họ cho các tổ chức tội phạm nước ngoài, ép lên mạng gọi điện về Việt Nam, tham gia các trò chơi bình chọn hoặc nộp tiền vào các app nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 155 người trong đường dây còn sử dụng Facebook không chính chủ, mạo danh là doanh nhân, người độc thân, thường đăng tải hình ảnh du lịch tại nơi sang trọng, làm quen với những phụ nữ độc thân có điều kiện kinh tế. Tiếp cận được con mồi, các đối tượng dụ dỗ họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng ảo với hứa hẹn sẽ được hưởng lợi nhuận, hoa hồng cao, sau đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư. Trong số nạn nhân sập bẫy, nhiều người đến từ Hà Tĩnh. Nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra. Đến đầu tháng 8, các đơn vị chức năng thuộc Lào và Việt Nam đã đột kích nơi làm việc của nhóm này tại khu vực Tam Giác Vàng. Sau 4 tiếng vây giáp, lực lượng liên ngành đã bắt 154 người, thu 100 quyển hộ chiếu, hàng chục nghìn ngoại tệ cùng nhiều công cụ thực hiện hành vi lừa đảo. Ngọc sau khi biết đồng bọn bị bắt, lập tức trốn về Việt Nam. Khi đến sân bay Nội Bài thì bị bắt giữ. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.